trở lại lung cột cầu bưng đá nồi. Vào một chiều nhạt nắng gió thu bay, vàng cát đằng xanh ngát trước nhà ai, màu hoa tim gợi trong kể. Ngài về với cha áo cô dâu, mẹ chọn màu hoa ấy. Con muốn hỏi vì sao mẹ chọn sắc hoa buồn? Có phải chăng vì quê vẫn không lấy chồng phú thị, lại chọn lung cột cầu trao gửi tấm thân đã nổi đắm chìm trong khói lửa đạn bom, nên lòng mẹ cảm thông với sắc tím hoa buồn. Rồi cách mạng ngày càng bừng dậy sức đấu tranh, cha lên đường theo đoàn trong nắng táp mưa xa, mẹ bám trụ giữ
đường cho cách mạng. Mùa xuân ấy mẹ cùng đoàn quân xuống trận, khi thấy tiếng trống làm bọn giặc phải kinh hoàng. Đồng đội cũng mất cha rồi, nay mẹ cũng còn đâu. Đã nổi cột cầu những năm tháng thương đau, ai biết được bao gia đình ly tan. Rồi con lớn lên bước tiếp đường cách mạng, trả nợ nước thù nhà cho xứ sở. Niềm tin chúng con vào trận cuối, giải phóng quê hương cho sạch bóng quân tù. Nước non tan bóng mây mù, cột cầu đã nổi lời ru êm đềm. Mau qua năm xưa mẹ thương mẹ đời, qua thêm bây giờ cho con nỗi